thấu hiểu sự vất vả, thậm chí là nguy cơ lây nhiễm virus SARS-CoV-2 của lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, những ngày qua nhiều tổ chức cá nhân hảo tâm đã động viên, chia sẻ bằng những hoạt động việc làm ý nghĩa, thiết thực. Những hàng hóa thiết yếu như mì tôm, nước lọc, nước khoáng, sữa, hoa quả, găng tay, khẩu trang y tế đã được các tổ chức nhà hảo tâm, nhà tài trợ liên tục gửi tặng lực lượng đang làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch. Cảm thấy rằng anh em và chiến sĩ và các y bác sĩ quá vất vả với cái thời tiết hiện tại thế này. Thì anh em hội cũng có trích quỹ hội từ thiện ra, thì ủng hộ anh em là một số thiết yếu phẩm, gửi một chút nhỏ bé đấy để cùng chung tay với anh chống dịch. Luôn đồng hành trong từng chuyến hàng như thế này là những tình nguyện viên với việc tham gia tập kết vận chuyển hàng hóa miễn phí đến địa điểm an toàn. Trong những ngày cuối tuần vừa qua, gần 100 thùng nước chanh muối, 100 thùng sữa, 50 thùng nước lọc đã được công đoàn ngành giáo dục phối hợp chuyển tới các chốt kiểm soát dịch tại các cửa ngõ giao thông ra vào tỉnh. Tôi là người lái xe, thì tôi đi qua các nhiều các tỉnh, thì tôi thấy là các chốt kiểm soát họ làm việc rất vất vả. Thì các nhà hảo tâm đã kêu gọi được thì tôi tình nguyện vận chuyển, hỗ trợ cùng với họ để trao những cái món quà đến các cái chốt kiểm dịch. Các lực lượng này đã không quản ngày đêm, thời tiết nắng mưa, bám chốt trực 24/24 giờ nhằm kiểm soát chặt người và phương tiện ra vào tỉnh. Những phần quà như thế này mang ý nghĩa cả về vật chất và tinh thần. Chúng tôi được tặng gồm thứ nhất là sữa, nước uống, xe và một số cái găng tay hoặc là thiết bị y tế, thì chúng tôi cảm thấy rất là phấn khởi. Đấy là cái nguồn động viên lớn cho chúng tôi để làm sao chúng tôi đảm bảo được cái nhiệm vụ của mình hoàn thành một cách xuất sắc. Sự động viên sẻ chia kịp thời của các tổ chức nhà hảo tâm đã thể hiện tình cảm trách nhiệm cùng chung tay góp sức để nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh.